Ơi, thế cô ăn kẹo này á? Thế ăn kẹo hỏng răng thì sao? Đâu sẽ há răng há... bú bao qua thế con ngậm á? Ngậm thế không phải là ăn à? Thế ngậm thì nó có tan không? Ngậm không tan ra mồm á? Thế ngậm làm gì? Ngậm nó có mùi vị được không? Không á? Thế nó không ngọt à? Kẹo này không ngọt à? Thế con chỉ ngậm thôi gì? Ngậm thôi gì? Bóc thế thơm bố chưa? Đây đây đây. Ui dồi, kêu quá nhỉ. Bóc nhá. Ăn nốt cái này nữa nhá. Xong rồi phải ăn cơm nhá. Khoanh tay vào bố chưa? Bố nào? Đầy đủ cả câu thế nào? Bố ăn. Cái gì đây? Cái kẹo. Thỏ làm gì? Cái kẹo này. Hả? Thỏ làm gì cái kẹo này? Đấy, ra múa đi, không ăn kẹo nữa nhá. Con ngậm á? Trời ơi, làm nào bây giờ? Thế hỏng răng thì sao? Thế hỏng răng thì sao? Thế hỏng răng con phải chịu nhá. Hỏng răng chịu nhá.